Vào những năm 1994, các tỉnh ở nội địa Trung Quốc có phong trào xuống Hải Nam lập nghiệp. Từ Tâm Niên, 21 tuổi, cùng với 6 người bạn đều ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, cũng hưởng ứng và mong tìm cơ hội đổi đời. Trước khi lên đường, Từ Tâm Niên đề nghị, ai còn ân oán gì ở quê thì giải quyết hết cho xong. Một người bạn tên Vương Quân Dân nói rằng, muốn sát hại bạn học cũ là Từ Mẫn, vì hai người có thù oán cá nhân. 6 người còn lại nhất trí không do dự. Cả đám đi mua 7 con dao, đêm hôm đó đột nhập nhà Từ Mẫn gây án. Vợ chồng Từ Mẫn bị đoạt mạng trong đêm, đứa con nhỏ chỉ mới 2 tuổi cũng bị chém trọng thương. Vụ tàn sát cả gia đình Từ Mẫn đã gây rúng động tỉnh Giang Tây năm đó, đã khép lại với 3 bản án tử hình, 3 án tù, nhưng kẻ chủ mưu thì đã đột nhiên biến mất. Làm thế nào để 17 năm sau, cảnh sát lại lôi được hắn ta ra ánh sáng? Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết vụ án như một bộ phim kiếm hiệp Kim Dung của ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kỳ án 365. Vào năm 1994, Vương Quân Dân có xích mích với Từ Mẫn, chỉ là một vụ xích mích nhỏ. Anh ta có đến nhà Từ Mẫn chơi, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, nên Từ Mẫn đã đuổi anh ta ra khỏi nhà. Từ đó, trong lòng anh ta đã nuôi oán hận và quyết định có ngày sẽ xuống tay với Từ Mẫn. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1994, sau khi đã thống nhất với cả nhóm, Từ Tâm Liên đã mua cho cả bọn 4 con dao làm bếp và 3 con dao dài cho 7 người. Cả đám cùng nhau bôi dầu ớt lên dao để đến khi ra tay, khi nhát dao đi vào người nạn nhân, máu sẽ chảy không thể ngừng. Cả đám kéo nhau tới nhà Từ Mẫn và gõ cửa. Vì Từ Mẫn và Vương Quân Dân đã quen tiếng nhau, nên Vương Quân Dân đã nhờ Từ Tâm Liên gọi cửa, còn 6 người còn lại đợi ở phía sau. Khoảnh khắc vợ của Từ Mẫn, tên là Su Min mở cửa, chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, Từ Tâm Liên đã dùng dao chém thẳng tay, khiến đầu Su Min bị thương nặng. Vì chi tiết này, cũng như đề xuất giải quyết tất cả các ân oán, Từ Tâm Liên đã trở thành một trong những kẻ chủ mưu không thể tranh cãi. Mặc dù, ân oán của ngày hôm đó không liên quan gì đến Tâm Liên. Sau khi ra tay với Su Min, 6 người phía sau lập tức lao vào và thực hiện một cuộc tàn sát vô cùng dã man và đẫm máu đối với gia đình Từ Mẫn. Tại hiện trường, cảnh sát xác định rằng Từ Mẫn đã bị đâm 56 nhát, vợ anh ta là Su Min bị đâm 17 nhát, còn đứa con trai chỉ mới 2 tuổi của họ cũng bị đâm hơn 10 nhát. Đúng là một bọn cầm thú, ra tay không hề gớm tay, dù là đối với một đứa trẻ nhỏ. May mắn thay, vào lúc sinh tử, người mẹ đã ôm chặt đứa trẻ trong tay, để rồi cuối cùng chỉ có đứa trẻ sống sót. Người ta đã lấy nó ra giữa những vũng chất nhầy vương vãi, tung tóe khắp nhà. Hiện trường lúc đó gây kinh hãi cho những người chứng kiến. Mặc dù còn sống, nhưng đứa trẻ tội nghiệp ấy lại bị tàn tật nặng nề trong suốt quãng đời còn lại. Vụ thảm sát năm đó đã gây ra rúng động khắp thành phố Cửu Giang. 6 trong số 7 tên hung thủ lần lượt xa lưới, trong đó có 3 kẻ bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên hung thủ cuối cùng cũng là kẻ được xác định là chủ mưu, tên là Từ Tâm Liên, lại biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Kể cả người nhà cũng không có tin tức và cho rằng Tâm Liên đã chết. Khi Từ Tâm Liên nhìn thấy tất cả đồng bọn bị bắt, hắn ta quay đầu và chạy nhanh hơn bất cứ ai khác. Hắn sở túi thì phát hiện trên người chỉ có mấy chục tệ, khoảng 500 đến 700 nghìn tiền Việt. Nếu dùng ô tô để chạy trốn khỏi Cửu Giang, nhất định sẽ bị cảnh sát trạm kiểm soát bắt, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn dòng sông Dương Tử cuồn cuộn trước mặt, Từ Tâm Liên, một người từ nhỏ đã không đạt được thành tựu gì nổi bật, đã làm được điều thành công đầu tiên trong đời, lao xuống dòng nước hung hãn và bơi qua sông Dương Tử. Và điều quan trọng nhất là hắn ta sống sót. Từ Tâm Liên, từ nhỏ không thích đọc sách, nhưng hắn lại thường nghe kịch nên đã biết rằng vào thời cổ đại, nếu một tên tội phạm phạm trọng tội, nếu hắn trốn vào chùa và trở thành nhà sư thì sẽ không còn phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra nữa. Nên hắn ta đã bắt chước làm theo. Đầu tiên, hắn ta đến một ngôi chùa hẻo lánh ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc và xin được quy y cửa Phật. Nhưng phương trượng là người biết nhìn nhân tướng, thoáng thấy ánh mắt anh ta hốt hoảng không yên và nhìn sát khí trên người, biết chưa dứt chuyện hồng trần nên đã từ chối nhận. Từ Tâm Liên không từ bỏ ý định, lại trốn đến huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy để tìm gặp phương trượng của chùa Tam Tổ. Sụt kinh nghiệm lần trước, liền không những thay tên đổi họ mà còn đóng vai là người tứ cố vô thân, nhìn thấu hồng trần và một lòng hướng Phật. Bằng cách này, Liên được thu nhận, nửa năm sau thì chính thức làm lễ cạo tóc xuất gia cho Liên, đặt pháp hiệu là Duy Địch. Đồng thời vào thời gian này, anh ta lại nhặt được một tấm chứng minh nhân dân ở nhà ga, đủ để anh ta sống dưới danh nghĩa người khác cả đời.
Chứng minh thư này cũng là bảo vật quan trọng nhất, giúp anh ta khỏi bị bắt rất nhiều lần. Từ Tâm Liên khi mới vào chùa rất năng động, ngày nào cũng quét chùa. Việc này đã để lại ấn tượng tốt cho các sư huynh đệ trong chùa. Ngoài ra, Từ Tâm Liên còn được một tài sản tuyệt vời khác, đó là trí nhớ tốt. Anh chỉ mất chưa đầy một tháng để thuộc lòng toàn bộ kinh điển nhập môn Phật giáo là kinh Địa Tạng với hơn 17.000 từ. Rất phức tạp và khó nhớ. Khi đã có chỗ đứng, thói quen xấu của Liên dần bộc lộ, chùa Tam Tổ có mua một chiếc ô tô để phục vụ việc đi lại công vụ trong chùa. Vào thời gian đó, có rất ít người biết lái xe. Từ Tâm Liên vốn lái xe thành thạo đã đương nhiên trở thành tài xế. Nhân tiện đó, anh ta đã mượn xe và đi du lịch khắp nơi, mỗi khi có dịp lái xe xuống núi. Khi sư phụ biết được chuyện này, ông có chút tức giận nên đã gửi Từ Tâm Liên đến Học viện Phật giáo Mân Nam để nghiên cứu thêm, với danh nghĩa để anh ta tu tập thêm, nhưng thực chất là để kiềm chế những suy nghĩ ích kỷ của anh ta. Học viện Phật giáo Mân Nam là một trong những trường cao đẳng Phật giáo sớm nhất ở Trung Quốc, tọa lạc tại chùa Nam Phổ Đà, có rất nhiều Phật tử từ khắp nơi trong cả nước đã đến đây học tập. Trong số đó, có Từ Tâm Liên được sư phụ phái đến để đi học. Khi đó Tâm Liên chỉ là một tiểu hòa thượng trong Phật giáo, tương đương với chức danh nghề nghiệp thấp nhất trong các doanh nghiệp, cơ quan. Nhưng khi giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi của hàng trăm Phật tử tại Học viện Phật giáo Phúc Kiến, anh ta bỗng trở nên nổi tiếng và được nhiều người nhớ đến tên của mình. Một hòa thượng có tên là Duy Địch. 3 năm nghiên cứu sâu về Phật học tại Học viện Phật giáo Mân Nam đã kết thúc. Lúc này, anh ta quả thực đã bắt đầu tin vào Phật giáo và thường xuyên cảm thấy hối hận về tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Đặc biệt là vụ sát hại cả gia đình Từ Mẫn khiến anh ta phải thao thức rất nhiều đêm. 3 kiếp nhân quả, lục đạo luân hồi, hòa thượng Duy Địch bắt đầu lập bài vị, tưởng niệm cho gia đình Từ Mẫn và mong rằng gia đình Từ Mẫn sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Trong thời gian này, danh tiếng của hòa thượng Duy Địch ngày càng lan xa, anh ta không những tu tập và giao giảng Phật Pháp, mà còn thi đỗ vào trường đại học Chiết Giang, học và nhận bằng ký sư chính quy. Anh ta còn trở thành nhà thư pháp nổi tiếng, mỗi bức thư pháp được bán với giá trung bình 50.000 nhân dân tệ, khoảng 200 triệu đồng, còn bức đắt nhất được đấu giá lên đến 500.000 tệ, tương đương 80.000 đô la Mỹ, khoảng 2 tỷ đồng tiền Việt. Năm 2005, cảnh sát Trung Quốc đã có đợt ra quân kiểm tra giấy tờ tùy thân trên toàn quốc cực kỳ gắt gao. Thông qua một mi cô ở thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, Liên đã tìm được một người nông dân họ La, có đứa con trai bị mất tích đã lâu. Liên đã trả khoản tiền lớn để thay thế thân phận con trai về này, nhờ đó làm được chứng minh thư, cần danh với họ tên mới. Nếu Pháp Sư Duy Địch có thể thật sự hối cải triệt để, một lòng hướng Phật, có lẽ mọi chuyện đã không bại lộ. Nhưng Yên vốn không phải là người tốt thực sự, mới 21 tuổi đã sẵn sàng giết người, cái ác thực ra vẫn còn đang tồn tại trong lòng hắn. Sau khi được thăng chức, làm giám viện chùa, Liên vừa có tiền vừa có quyền nên nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật. Bề ngoài, Pháp Sư Duy Địch là người nho nhã thư sinh, thường xuyên làm việc thiện và tích cực tham gia hiến máu. Tuy nhiên ở trong chùa, đời sống riêng tư của Liên lại cực kỳ xa hoa. Hắn ta đi xe sang, dùng điện thoại vơ tu đắt đỏ, thường xuyên ra vào các hội sở đắp tiền, ăn toàn sơn hào hải vị, uống rượu hút thuốc thâu đêm. Liên còn mở phòng tập gym, thường xuyên tập võ, đồng thời có đánh đập các nhà sư khác trong chùa. Năm 2011, một nhà sư bị đánh đã quyết định báo cảnh sát. Chỉ kiểm tra chứng minh thư của Liên, cảnh sát đã thấy có gì đó không phù hợp. Chứng minh thư là thật, nhưng nhìn mặt của Liên không phù hợp với tuổi tác ghi trên đó. Liên lớn hơn con ông La 6 tuổi, nên nhìn ngoài đời, già dặn hơn tuổi trên tờ chứng minh thư. Vì vậy, cảnh sát Hàng Châu đã liên hệ với hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia và phát hiện ra đây chính là tên tội phạm trốn truy nã rất nhiều năm trước. Biết mọi chuyện đã bại lộ, Liên lặng lặng ngồi chờ đến khi cảnh sát đến, chà tay vào còng mà không có chút phản kháng. Lúc đã vào trong tù, Liên vẫn luôn thể hiện mình là cao tăng đắc đạo, còn tích cực giảng giải Phật Pháp cho các bạn tù và truyền bá quan niệm chính nghĩa, thiện ác. Ngày 13 tháng 6 năm 2012, Từ Tâm Liên bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm, đồng thời bị tước quyền lợi chính trị trọn đời. Từ Tâm Liên đã cố gắng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật trong suốt 17 năm, nhưng sau khi bị bắt, anh ta liên tục nói rằng mình rất hối hận. Nhưng liệu anh ta có hiểu được nỗi lòng của cha mẹ Su Min, họ sẽ thấy nhớ nhung như thế nào về đứa con trai và con gái đã khuất của họ? Cũng làm sao mà anh ta hiểu được rằng đứa con trai tàn tật còn sống sót của Từ Mẫn sẽ như thế nào khi phải đối mặt với cuộc sống khốn khổ một mình trong suốt 17 năm qua? Nó sẽ phải trưởng thành như thế nào đây? Người xưa có câu,
Gieo nhân nào gặt quả đó, gieo gió thì ắt gặt báo. Vậy nên hãy luôn giữ vững tâm tốt của mình bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở các kỳ án tiếp theo.